Mình xin chào mấy bạn và xin chào toàn thể và anh chị em thân mến trên trang mà YouTube của Nguyễn Tấn, một buổi tối tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên nhà Thăng. Và hôm nay thì Nguyễn Tấn thì sẽ quay về cái đề tài câu chuyện về cái tỉnh thất vọng đây. Theo quan điểm của Tấn thì Nguyễn Tấn thì cũng nói như thế này về câu chuyện tỉnh thất vọng đây. Thì Tấn và đang và nó suy nghĩ nhưng mà như thế này. Thì trong tỉnh thất vọng đây, Nguyễn Tấn cho thấy rằng Nam chú Tiểu hiện bây giờ được và các chư thầy dạy những các điều tốt, điều hay lẽ phải và dạy những cái nào đúng và cái nào sai, đi con đường đúng và cái nào đi con đường sai, mình thấy rất là vậy. Những và Nam chú Tiểu đó là rất là ngoan, chư thầy dạy như vậy là mình thấy rất là đúng. Và mình không biết là chư thầy như thế nào đó, là mình không có biết được. Như và mình cả ông nội và Lê Tùng Vân 88 tuổi, ông nội năm nay thì 88 tuổi rồi, thì ông nội thì hiện bây giờ là an cư niệm Phật, ăn chay trường, đang tu trong dưỡng tánh trong chùa. Ông nội dạy cũng được mà Nam chú Tiểu đó thì cũng rất là điều hay điều phải, và dạy những mà các mà chư thầy chổng hoài đạo lý như thế nào, hoài đạo hoài mà làm người như mà thế nào. Thì những gần đây thì cũng mà có rất là nhiều người đứng lên mà nó xuyên tạc hoài ông nội Lê Tùng Vân. Có người đăng lên mạng, đăng lên mà Facebook thì cũng rất là nhiều. Thì Nguyễn Tấn cũng có mà cái mà đôi lời nói như thế này: những bạn làm như vậy thì khác nào mấy bạn tự mà phun nước miếng lên lên trời, sau mày giọt nước bọt đó, nước miếng đó thì nó rơi xuống mặt của mà mấy bạn đó. Như vậy là có đúng không? Hiện nay ông nội mà 88 tuổi thì ông nội đã chứng minh rằng ông nội rất là nhiều. Nhưng mà các bạn cũng là đang mà nó cố tình và nghe theo một chiều hướng nào đó đi mà nó quá xa, đặng mà quy chụp cho mà ông nội hoài, quy chụp hoài cho Nam chú Tiểu đó, hoài quy chụp hoài cho mà các sư thầy trong chổng đó. Thì Nguyễn Tấn thấy như vậy là nó không có đúng. Hiện bây giờ mình đang coi một cái video nào đó, mình đang xem một tờ báo nào đó rất là rõ ràng, thì mình hãy đứng lên mình mà nói như vậy là mình xem như thế nào, đúng hay sai. Mấy bạn xem một tờ báo nào đó thì không được là nói chính thống, và một cái video nào đó không được chính thống đang mà xuyên tạc về tỉnh thất vọng đây và đem về đem mà ông nội Lê Quang Trụng ra 88 tuổi ra đặng mà bôi nhọn, thì các bạn đang mà ủng hộ, các bạn đang mà nói mà tung hô cho những mà cái người, cho những mà mấy người đó thì đi là con đường là nó rất là sai. Các bạn đang bước trên con đường là cái bánh xe đổ, mấy bạn đừng có đi theo mà cái quét xe đổ đó thì không có đúng cho mình lắm đó. Các bạn đi theo con đường mà quét xe đổ đó thì mấy bạn là lúc nào thì bạn cũng bị mà nó có lỗi hoài cho mình. Ông nội Lê Quang Trụng hiện bây giờ với những các mà chư thầy em chổng và tỉnh thất vọng lai, người ta là tu tâm dưỡng tánh, người ta tu bằng cái tâm mình, người ta tu bằng cái tâm mình, người ta dạy những điều hay lẽ phải cho những và các người kia rồi cho mà rất là nhiều người đó. Thì có một câu nói như thế này: kính lễ đắc thọ, dù cha mẹ mình có khùng hay điên cũng là cha mẹ mình hay đó. Nhưng mà rồi á, ông mà nội Lê Tùng Vân cũng vậy, dù làm sai hay đúng gì cũng là ông nội của mình. Sai thì mình lên án, đúng thì mình cũng binh. Mình đi hai con đường, phải phân biệt.
cái nào đúng cái nào đen, bên tà với bên chánh. Tà không bao giờ là nó thắng chánh được, nó mình nghĩ như vậy. Thì những mà trên trang mạng và trên trang báo đang mà bôi nhọ về tính thép cũng đây rất là nhiều, đang mà lợi dụng đang mạng trên mạng truyền thông đó. Thì cũng quy chụp bôi bác cũng rất là nhiều đó. Thì những mà mấy trang mạng đó và những mà mấy người đó, tại vì đi con đường là nó quá xa đó. Đi con đường nó quá xa cho mình, không được tốt cho lắm đó. Thì video này thì Nguyễn Tuấn thì cũng mà nó kết thúc và nó tại đây. Thì chúc mấy anh chị mình thì một buổi tối tràn đầy và hạnh phúc.